Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 128 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình để ủng hộ cho Khánh Duy. Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược về Minh Triều tập 128 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Dương Lăng nhớ chính đức hoàng đế có cho hắn xem qua thư mật của Đông Sưởng. Nét chữ viết ngoáy chỉ đơn giản là một câu do người của Đông Sưởng ở Tô Châu, Thiên Hộ Vương Tình viết cho bằng hữu lúc ấy đang ở Giang Nam thụ lý tài sản là Đông Sưởng thất đáng đầu, Hàn Hiếu Huệ. Trong thư viết rằng: Hàn huynh, nhiệm vụ được phân công cho tiểu đệ tạm khác lại một bên. Đệ ở Tô Châu trấn Lục Mộ phát hiện một chuyện kỳ lạ. Có người dùng số tiền lớn mua vàng chuyển đến Ba Thục. Sự việc nghiêm trọng, đệ nghi sợ Thục Vương là có ý phán, cho nên đã khẩn cấp đi điều tra. Tình hình cụ thể đệ sẽ bẩm báo lại sau vậy. Đương sứ là người của hàng tộc, một khi tin tức sai chính là đại hóa. Mong huynh hãy xem tin xong thì lập tức hủy thư. Gạch vàng dĩ nhiên không phải là khối vàng thật, mà là loại gạch lát nền mà chỉ hoàng đế mới được sử dụng. Cả nước chỉ có ở trấn Lục Mộ, Tô Châu. Nhưng loại gạch này rất độc đáo, chi phí làm ra rất đắt. Từ lúc chuẩn bị cho đến khi nung xong cũng phải mất hơn một năm. Quan trọng hơn chính là ý nghĩa chính trị của nó. Thời Hồng Vũ có một vị tướng quan chỉ vì ái thê vi phạm quy củ cài một cây châm phượng mà chỉ có Hoàng Phi mới có quyền đeo, mà cả nhà mang tội chết lại bị tịch thu tài sản. Quân đội và quản chế thôn Ngự Diệu trông coi cực nghiêm, không có công văn chính thức tự đúc gạch vàng. Dù chỉ một khối, cả nhà cũng bị tử hình, tịch thu tài sản. Như vậy tính ra, chỉ mua chuộc đám quan binh trông giữ và đám thợ thủ công làm gạch cũng là tốn một món tiền khổng lồ rồi. Nếu không phải muốn xưng đế, mưu phản, sửa sang vương phủ trở thành Điện Kim Loan, hưởng thụ một chút phong vụ, phong vị của làm hoàng đế, thì mua loại gạch đó để làm cái gì đây? Địa thế của đất Thục, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu đánh không được, lui về giữ Ba Thục. Dựa vào địa thế hiểm trở, lòng dân ủng hộ, muốn xưng đế một phương ít nhất cũng có thể kéo dài được mười mấy năm hoàng vị. Cho nên mặc dù chỉ là có người đến mua gạch vàng, nhưng Vương Tình cũng không phải là suy đoán thái quá. Sự việc này đúng là có việc cực kỳ khẩn cấp và nghiêm trọng, nên lập tức điều tra. Có điều Vương Tình đi lần này lại giống như đem đá ném xuống biển. Thêm 4 cận vệ, 5 người cùng nhau biến mất, không tìm ra được tung tích. Hàn Hiếu Huệ lúc này mới cảm thấy được mức độ nguy hiểm nghiêm trọng của sự việc, không dám giấu giếm, cẩn thận suy xét lại nội dung bức thư của Vương Tình một lần, rồi phi ngựa hồi kinh bẩm báo. Phạm Đình trình báo lên hoàng cung, trưởng ấn thái giám là Vương Nhạc là một kẻ cẩn thận. Cầm trong tay bức thư đơn giản lại không có bằng chứng như vậy, sao dám tấu lên trên nhận công đây? Sao dám kêu gọi phiên vương khắp thiên hạ giống như Thục Vương học tập hoàng trị hoàng đế đây? Cho nên y chỉ có thể ra mật lệnh cho Đông Sưởng bí mật điều tra. Đông Sưởng phải đi một đội nhân mã tra xét hơn một năm cũng không tìm được manh mối nào cả, cho nên vụ việc không đầu không cuối, trở thành nghi án chưa thể giải quyết. Bức thư cũng được để vào trong hộp đựng tin tức cơ mật cơ yếu nhất của Vương Nhạc, cho đến lúc bị Lưu Cẩn sao chép ra và lợi dụng sự việc. Dương Lăng trầm tư không nói, Lưu Bưu ở bên cạnh lặng lặng chờ. Qua một lúc lâu, Dương Lăng mới lên tiếng: Thục Vương nếu như có phản ý, giấu giếm ai cũng có thể sẽ không gạt thế tử của mình. Chu Nhượng Hổ chắc chắn nắm được tình hình. Thục Vương sinh bệnh, dù thật hay là giả, thân là thế tử cũng sẽ thay mặt Thục Vương đi giải quyết sự vụ. Chúng ta giả sử rằng Thục Vương thật sự là có phản ý, những việc như liên lạc với đồng minh, trao đổi việc quân cơ, ông ta không thể ra mặt. Người bình thường lại không có tư cách đàm phán. Như vậy, kẻ có tư cách thay thế ông ta chỉ có một, chính là người thừa kế tương lai của ông ta, thế tử Chu Nhượng Hổ. Như vậy chúng ta cần để mắt đến vị thế tử này mới có thể có kết quả. Mà hắn hiện tại đang ở đâu vậy? Dạ bẩm, ở Tự Châu. Nghe nói Đô Trương Man và những người Hán ở đó có xung đột với nhau. Lưu Biêu về mặt nghi ngại nói, triều đình dùng ân đức, thủ đoạn dụ dỗ những bộ tộc thổ ti. Thục vương đời thứ nhất thường khoe khoang lấy nhân đức giáo hóa man di, lại làm tình hình nghiêm trọng hơn. Mỗi khi xung đột xảy ra đều bày tỏ thái độ muốn dàn thép ổn thỏa, thiên vị cho tộc man. Cho nên các bộ tộc mỗi khi có xung đột vẫn chưa đến mức quá lớn thì chỉ cần Thục vương ra mặt hòa giải. Như vậy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Dương Lăng không biết ở chỗ Đô Man trưởng xảy ra chuyện gì. Lý Sâm phái người đi mặc dù là giám thị các nơi thổ ti, nhưng lại là khu vực có hai tộc cùng sinh sống. Kẻ đó lại chỉ hóa trang thành thương nhân. Đến đó nghe ngóng tin tức, cho nên đối với vấn đề giữa Đô Man trưởng và người Hán là tình hình hiện tại cũng không biết gì nhiều. Những nơi khác đều là rừng sâu núi thẳm, vách núi hiểm trở, sinh sống đều là những bộ lạc hoang dã. Nếu người nơi khác cố ý xông bừa vào, cho dù không chết trong tay bọn họ thì cũng chết bởi chứng khí trong núi sâu, hoặc chết đói khi bị lạc trong những cánh rừng lớn nguyên thủy rậm rạp. Muốn phái mật thám vào đó để tìm hiểu người khác không khác gì chuyện hoang tưởng. Những nơi rừng thiêng nước độc như vậy, nếu phái 10 vạn đại quân đi vào, trong thời gian 1 tháng không cần chiến đấu, quân số cũng giảm hơn 1/2. Những người còn sống sức chiến đấu cũng không còn được mấy phần. Hơn nữa địa thế hiểm trở cũng không có chỗ nào đủ để 800 người tập trung dàn trận chiến đấu. Những ưu thế tác chiến của binh lính Đại Minh căn bản là không thể phát huy được. Dương Lăng sau khi nghe đến những xung đột bình thường của các bộ tộc không hề cảm thấy hứng thú. Hắn nói, thủ hạ của những người mang từ Kinh đến Tứ Xuyên đều phải hết đi Tự Châu đi. Giống như Thục vương, phải giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của thế tử Chu Nhượng Hổ. Phải để ý cẩn thận hắn ta có phải chỉ lấy danh nghĩa để đi điều tra điều giải xung đột, chấn thổ an tí, để cấu kết với Đô Man trưởng muốn tạo phản hay không? Nghe đến đây, Liễu Biêu lo lắng nói, đại nhân, hiện tại đám người này đều được ta phái đến khu vực xung quanh hành dinh khâm sai. Trong các quán trà, tiểu lâu đều là những tai mắt nhanh nhẹn. Nếu như phái bọn họ đi, tỷ chức liền biến thành kẻ điếc, người mù. Đại nhân nếu có gì xảy ra, tỷ chức tuy là chết ngàn lần cũng khó trục tội được. Dương Lăng cười cười nói, chú ý cẩn thận cũng không có nghĩa là sẽ không xảy ra chuyện gì. Người của ngươi cứ phái đi, ngày mai tiếp Thục vương xong, ta sẽ luôn ở nơi này, không có việc gì sẽ không ra ngoài. Thục vương nếu muốn điều binh bắt ta, 3000 binh mã trong tay ta bây giờ căn bản cũng không bảo vệ được an toàn của ta đâu, cũng đâu có khác gì. Còn nếu như ông ta phái thích khách đến, trong tay ta chỉ cần 300 thân binh cũng đủ để bảo hộ cho ta vẹn toàn rồi. Đám người của ngươi có ưu thế là người đất Thục, có thể đó dò xét ra tin tức nơi ta muốn. Nếu không tìm được gì, chỉ vì an toàn bản thân, ta chỉ cần trực tiếp đi nhanh qua Tứ Xuyên đến Thiểm Tây là được rồi, cần gì phải đến thành đô đấy. Liễu Biêu không biết nói sao, đành phải nhận mệnh. Vâng, như vậy đợi ngày mai sau khi đại nhân tiếp Thục vương xong, tùy chức liền lập tức phái người đi Tự Châu. Thanh Dương Cung nằm ở ngoại ô phía tây thành đô. Thờ trong điện là 3 bức tượng Nguyên Thủ Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn cao tới 9 m, chính là điện thờ hạng nhất cả nước. Thanh Dương Cung trước tên là Thanh Dương Tứ, nghe nói Thái thượng lão quân thực sự từng đến đây diễn pháp truyền đạo. Dương Lăng cùng đám người bố chính sứ An Văn Đào, Án Dắt sứ Lục Chính, chỉ huy sứ Lý Sâm đi vào trong Thanh Dương Cung. Theo sau là đám quan viên lớn nhỏ ở thành đô. Trước cửa Thanh Dương Cung có thổ thần, tượng Thanh Long, Bạch Hổ, còn có cọc thất tinh, bên trên có khắc thiên thư vân triện của đạo giáo bí truyền. Dựa vào sắp xếp của thất tinh Bắc Đẩu, gọi là cọc thất tinh Bắc Đẩu. Ngoài ra còn có cọc Long Phượng, một đôi sư tử đá và một chiếc giếng Long Vương. Thục vương ở khu vực hậu viện để tĩnh dưỡng. Khách hàng hương đi xa nhất cũng chỉ có thể đi đến cung Đấu Mỗ, là không được phép đi tiếp. Hôm nay khâm sai tới nơi này, cửa chính cũng được đóng kín, không cho khách hành hương tiến vào, cho đến khi Dương Lăng tới nơi mới mở cửa chính đón chúng quan viên tiến vào. Cho nên khi Dương Lăng đi vào Thanh Dương Cung, cả một đạo quan to lớn chìm vào trong thanh tĩnh. Chỉ có quan chủ, quản chủ nơi này là Càn Nguyên đạo nhân dẫn theo đám đệ tử xếp hàng chờ đón. Gặp mặt nói chuyện vài câu, Càn Nguyên đạo nhân lần cùng khâm sai đi tiếp vào trong. Vừa đi vừa giới thiệu qua lịch sử ở nơi này, sắc mặt lộ ra vẻ tự hào về đạo quan này. Mọi người đi qua điện Tam Thanh, điện Hỗn Nguyên để đi vào hậu điện. Nơi này thờ cúng chính là Từ Hàng Chân Nhân, là một đại sĩ quan âm trong Phật giáo. Nghe nói bà ta vốn thuộc một đạo giáo trong thập nhị kim tiên. Do đãi ngộ không tốt cho nên mới bỏ đi, tới làm môn hạ cho Phật tổ ở Linh Sơn. Càn Nguyên đạo nhân lời nói to nhỏ không rõ, Dương Lăng cũng chỉ nghe loáng thoáng, cũng không hỏi thêm. Đi qua Đấu Mẫu Điện, liền tiến vào hậu uyển Tam Đài. Càn Nguyên đạo nhân liền chắp tay thi lễ nói: Thục Vương điện hạ lúc này đang thanh tu, để tránh quấy rầy đến vương gia, thế nên nơi này đã bị cấm vào. Bần đạo và các đệ tử không tiện tiến vào, mời Khâm Sai đại nhân đi tiếp cho. Lúc này Chu Nhượng Cận một bộ trường bào màu đen mang theo hai tiểu hoàng môn đến bước đón chào, vừa thấy Dương Lăng cũng không lộ ra thần sắc đã sớm quen biết, hắn thản nhiên nói: Nhượng Cận cung nghênh Khâm uy võ hầu gia, phụ vương đang ở trong tính thất, mời hầu gia. Cả hai trong lòng đã tự biết nhau, Dương Lăng cũng không vạch trần y, lại cười nói: Bản hầu đến chấm, làm phiền nhị vương tử rồi. Chu Nhượng Cận gọi hắn là hầu gia, Dương Lăng hiểu được dụng ý của y, trong lòng thầm khen một tiếng, cũng lập tức sửa miệng, không xưng quan chức mà tự xưng là tước việc. Hai người trong lòng hiểu rõ, lại nhìn nhau cười, rất có cảm giác thông cảm lẫn nhau. Dương Lăng tuy là Khâm Sai, cũng chính là thần tử của Đại Minh, Thục Vương địa vị tôn quý, không có lý nào lại phải bái phỏng hắn. Nhưng hôm qua ở tiệc rượu, Dương Lăng đã nói Hoàng thượng dặn dò hắn đến thăm Thục Vương, như vậy hôm nay hắn đến chính là dưới danh nghĩa khẩu dụ của Hoàng thượng. Hắn nếu như dùng thân phận Khâm Sai mà đến, chẳng khác nào thay mặt Hoàng thượng tới thăm. Thục Vương trước mặt hắn thi lễ bái tạ, cảm mộc hoàng ân. Hiện tại hai người kẻ đối người đáp, thay đổi thân phận, căn bản không đề cập đến chuyện Khâm Sai tới đây là phục mệnh thánh thượng, mà chỉ là hầu gia bái kiến vương gia, có thể giảm đi rất nhiều lễ tiết quy củ. Thục Vương là người coi trọng phép tắc, tuy rằng bệnh thể suy yếu, thế nhưng vẫn cố gắng gượng xuống giường chào hỏi. Dương Lăng vội vàng ngăn lại, căn bản không đề cập đến chuyện phụng chỉ hoàng thượng, chỉ nói bản hầu nghe nói vương gia không khỏe cho nên tới thăm. Thục Vương cũng không cạn gượng thêm, trở về giường, sắc mặt cũng hơi sáng lên, biểu lộ hài lòng với sự xử sự thấu tình đạt lý của Dương Lăng. Hôm nay bệnh tình của Chu Tân Hàn trở nên xấu hơn so với mọi hôm. Tứ chi mệt mỏi, tâm khí hư nhược, cũng không phải vì Dương Lăng đến mà là giả bộ. Ông ta gặp được vị cận thần của thiên tử khiêm tốn như vậy, tâm trạng tốt lên rất nhiều, dựa giường cười nói: Uy võ hầu lần này rời kinh tuần tra Đông Nam, chiến công hiển hách. Bổn vương nghe nói ngươi ở phía Tây đang đẩy mạnh phát triển những cây giống Nam Dương. Nghe nói những loài cây này sức sống bền bỉ, sản lượng cao, có thật vậy không vậy? Thưa vương gia, đúng vậy, đã tự trồng ở Thiểm Tây, Hồ Nam và Kinh Sư, rồi những nơi khác nữa. Kết quả thu được hiện tại cho thấy những loài cây này thu hoạch cao hơn rất nhiều so với những giống cây truyền thống. Tuy rằng hương vị không được ngon như lúa mạch, thế nhưng lại chịu được đất đá cằn cỗi, không cần gieo trồng, ở những vùng đất màu mỡ có thể làm lương thực dự trữ được. Dương Lăng vừa nói vừa dò đoán sắc mặt vào lời nói của ông ta. Chu Tân Hàn trong đôi mắt mệt mỏi vẫn còn mang theo vẻ ung dung của kẻ bề trên, thần sắc tự nhiên, không mừng không giận. Khi nhìn ông ta, tự nhiên có một loại cảm giác, đó là sự ưu việt bình tĩnh chỉ có trong hoàng tộc. Ánh mắt cực kỳ bình thản, vẻ mặt cử chỉ không hề lộ ra một chút khác thường nào. Dương Lăng trong lòng: Ta đến Tứ Xuyên, mục đích chính là Thục Vương, đây là đại sự khẩn cấp. Chu Nhượng Cận đã biết tin này, Thục Vương rất có thể không có lý nào mà lại không biết được. Ông ta vì sao lại có thể bình tĩnh tự nhiên đến như vậy đấy? Nếu như là một người tu tâm dưỡng tính tốt, nếu thực sự là kẻ trong sạch, nghe nói đến tin tức này lại gặp được Khâm Sai, ông ta chắc chắn trong lúc vô ý sẽ để lộ ra chút phẫn uất, tìm cách thanh minh cho chính mình mới phải. Nếu như thực sự nói trúng tim đen, dù ông ta giấu giếm như thế nào, cũng làm sao có thể có khí độ ung dung cẩn thận, vẻ mặt thái độ không có gì có thể nghi ngờ như vậy được. Chẳng lẽ tâm cơ của ông ta lại kín đáo, tính đến mức thành thần như vậy rồi hay sao? Hoàng thượng sắc phong ngươi làm uy vũ hầu, ngươi cũng không hổ danh hai tử uy vũ, khiến cho bá nhan và họa sĩ dũng mãnh như thế vẫn phải tháo chạy. Đông thì bình hoa khấu, ân uy đều tỏ, mối họa trăm năm một thời được bình yên. Nam thì hàng Tây phiên thu phục Mãn Lạt ra Malacca, chứ phiên quốc tham vọng mà e ngại. Tốt, khá tốt. Lúc bấy giờ mặt Thục Vương có vẻ tươi cười, dường như rất thưởng thức võ công của Dương Lăng, vừa nói vừa gật đầu liên tục. Văn võ ba quan đứng bên cạnh thế vậy cũng đành xu nịnh theo. Đại điện vốn thanh tĩnh này lai lại ong ong đầy tiếng xôn xao, giống hệt một tiếng đám ruồi bọ vo ve mãi chẳng đi. Dương Lăng không cho là vậy, cười nhạt nhẽo nói: Đa tạ vương gia đã quá khen, đây đều là do tướng sĩ liều mình, triều thần một lòng, hoàng thượng anh minh. Lúc bản hầu mượn binh, xuyên quân anh dũng thiện chiến, khi tiêu trừ giặc Hoa cũng từng lập đại công. Vương gia làm bá chủ Ba Thục, bản hầu vẫn là phải đa tạ vương gia kìa. Dương Lăng một mặt khiêm nhường đa tạ, một mặt thầm khinh bỉ. Mục đích hôm nay ta đến đây là để xem phản ứng của Thục Vương đối với tin tức ta đã tiết lộ. Giờ thì hay rồi, gã xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chuyện của Ba Thục chẳng đề cập đến nửa chữ, lại bàn luận chuyện thiên hạ với ta. Hôm nay xem như giao phó đến đây rồi. Lời nói sáo rỗng, ngươi nịnh ta, ta nịnh ngươi. Ta với cái con ma bệnh ốm này thì có cái giống gì để mà nói với nhau cái chứ. Tuy rằng Vận Nhi và A Đức Ni không có ở đây, nhưng xem Tiểu Ngũ và Tiểu Ái nói chuyện phiếm với nhau còn hay hơn là ngồi đây nhiều. Ta thật sự là không thể kiên nhẫn nổi. Nếu như đến thành đô, hẳn là lên đóng cửa không ra. Chỉ sợ gã chẳng thể mò ra được lai địch của ta kìa. Trái lại ta còn nôn nóng. Chẳng nhẽ ta vừa đến thành đô đã đến thăm gã, biểu hiện quá vội vàng đã khiến cho gã nhìn ra được lá bài tẩy của ta hay sao? Dương Lăng đang âm thầm suy nghĩ. Thục Vương đã chuyển chủ đề nói: Uy võ hầu, chẳng những là tướng tài kiệt xuất của Đại Minh ta, mà đối với dân chính cũng khá là tâm đắc cả. Cô vừa nghe nói trên đường ngươi đến đây đã tiến hành thúc đẩy việc thu hoạch Tây Dương, bố chính sứ sử ti tỉnh Duyên. Dương Lăng thấy gã sắc mặt trắng bệch u ám, có vẻ mệt mỏi, không có tinh thần. Tuy nhiên gã dường như khá là quan tâm đến vấn đề này, liền đáp: Thưa vâng, những tác vụ thử nghiệm ở Thiểm Tây, Hồ Nam và Kinh Sư đều có bội thu. Những giống cây trồng này đều chịu được hán, chịu được sâu bệnh, hơn nữa có thể gieo ở bất cứ đâu, không hao tốn ruộng đất, rất có lợi cho nông canh. Thục Vương mỉm cười nói: Điều này thì cô Vương đã nghe kể rồi. Năm nay Thiểm Tây đại hán, tuy nhiên những giống hoa màu này lại thu hoạch khá tốt. Thuộc địa nhiều núi, có vài nơi không thích hợp nông vụ, cuộc sống ba tánh khổ cực. Cô Vương đã phái quân gia Vương Phú đi Thiểm Tây thu mua hạt giống lương thực, mời sư phụ am hiểu nông canh. Sang năm Ba Thục cũng sẽ mở rộng gieo trồng trên đất bần tích Cát Lĩnh kia. Dương Lăng vừa nghe vui mừng nói: Vương gia nhìn xa trông rộng, bổn hầu xin bái phục rồi. Lần này đến Tứ Xuyên, bổn hầu còn mang theo một số gia vị phẩm như ớt, cà chua và cả hạt giống rau củ. Hôm qua ta đã giao cho An đại nhân, tin chắc rằng những thực phẩm này sau khi thu hoạch thôi, tất cả sẽ nhận được sự hoan nghênh của dân chúng Ba Thục này. Lời này của hắn nói ra vô cùng chắc chắn. Người ta thường nói, người Tứ Xuyên không sợ cay, người Hồ Nam cay không sợ, người Quý Châu sợ không cay. Xem ra ớt là loài thực phẩm gia vị thích hợp gieo trồng ở mảnh đất này, bằng không thì cũng không thích hợp với khẩu vị của người dân ở đây. Vì vậy vừa truyền vào Trung Quốc đã nhanh chóng phát dương quang đại ở mảnh đất này. An Văn Đào cũng hớn hở: Thục Vương điện hạ trọng nông canh nhất kìa, hộ bộ Nam Kinh không trích ra được ngân lượng, vương gia biển rút lượng lớn ngân lượng từ Vương Phú để khởi công xây dựng thủy lợi, cổ vũ đồn điền. Về phần tu sửa cầu đường, xây dựng dân học, càng cố gắng hết sức mình. Này nông canh Ba Thục nó đạt hơn 100.000 tấn, mỏ muối trong năm đạt 30 triệu cân, gấp 3 lần so với thuở ban đầu lập quốc kìa. Này người Thục đã có thể tự cung tự cấp, an cư lạc nghiệp, không cần phải thua mua muối với giá cắt cổ nữa rồi. Công lao của Thục Vương to lớn biết nhường nào. Dương Lăng ít nhiều cũng nắm được tình hình của Tứ Xuyên, biết được sản lượng của ngân, sắt, lá trà và đồ sứ cũng khá là phong phú. Danh tiếng của gấm lụa nước Thục cũng không thua kém gì Tô Châu. Đây không hẳn hoàn toàn là công lao của Thục Vương, càng không phải công lao của Thục Vương đương thời, nhưng thế hệ Thục Vương là người nắm giữ quyền lực cao nhất của Ba Thục. Nếu không có sự ủng hộ của bọn họ, đích thực không thể phát triển với tốc độ đến nhanh như vậy được. Không khỏi vút cảm đồng tình. Ôi, đây nào phải công lao của bổn vương. Bổn vương chỉ kế thừa công lao của các vị tiên vương, xem trọng nông canh, hậu đãi ba tánh. Cụ thể vẫn là nhờ vào quan phủ ở nước Thục và cả ba tánh mà nên thôi. Bổn vương chẳng phải là người toàn vẹn, cũng chẳng phải người toàn tài. Nhiều việc như vậy cô vương làm sao kham xuế, không thể nói bừa dành công lao được. An Văn Đào vâng vâng dạ dạ, chỉ có điều nụ cười trên mặt vô cùng thoải mái, rõ ràng coi đấy là những lời khách sáo của Thục Vương, cũng chẳng để tâm lắm. Thục Vương chằm chằm nhìn Dương Lăng một cái rồi nói: Ủy Vũ hầu đã thông hành ngũ, lại hiểu dân chính, còn từng là người dạy thái tử học. Người tài như vậy đúng là văn võ toàn tài mà. Dương Lăng vội vàng hạ mình nói: Vương gia quá khen, bổn vương không dám nhận, thật sự là không dám nhận. Thục Vương mặt nở nụ cười nói: Công lao của Uy Vũ hầu ở xã Thắc có mắt nhìn xa trông rộng, cũng chẳng cần khiêm nhường quá đâu. Không nên trong lòng bổn vương có một lời này. Thật sự không biết có nên nói ra hay không. Không nói ra thì không sảng khoái. Hôm nay vừa hay gặp được Uy Vũ Hầu, cô Vương muốn lấy vai trò là trưởng bối mà lời khuyên nhủ. Uy Vũ Hầu có muốn nghe hay không? Dương Lăng khẽ ngẩn người, vội vàng nói: Xin Vương gia cứ nói, Dương Lăng kính cẩn lắng nghe. Thục Vương hơi trong mày nói: Uy Vũ Hầu vũ lực trừ tứ di, quan tâm phát triển nông canh, công lao hiển hách, chính tích vượt trội. Cô Vương vô cùng thưởng thức ngươi. Thế nhưng hầu gia suy cho cùng vẫn là còn quá trẻ, hành sự nhiều lúc không tránh khỏi vội vàng hấp tấp rồi, ham công nóng vội. Có một vài chuyện chỉ vì cái trước mắt mà liên lụy đến toàn cục, vẫn là nên cẩn trọng một chút thì hơn. Mà hầu gia thì có vẻ hơi thiếu cân nhắc rồi. Lời này vừa mới thốt ra, trong điện lập tức im lặng như tờ. Không khí bắt đầu trở nên khẩn trương. Thục Vương là hoàng thúc đương thời, lãnh tụ cao nhất Ba Thục, hơn nữa uy vọng long trọng, là hiền vương bậc nhất trong thiên hạ. Ngày ấy tùy ý dăn dạy bất kỳ một vị đại thần phẩm nhất như nào đấy cũng không xem là thất lễ, cũng chẳng có ai dám mở lời chống đối. Nhưng Dương Lăng là ai đây? Tuy hắn không mang theo cờ hiệu khâm sai đến thăm Thục Vương, nhưng hắn thực tế vẫn là khâm sai đại thần, là một vị thầy của thái tử, có công lao hiển hách, là vị thần tử kể cận thiên tử, ở Đại Đồng cùng hoàng đế điều binh khiển tướng, giết cường địch, là phó nguyên soái thống binh tứ gia kinh sử ngoại, mà người chủ soái 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới chính là bản thân hoàng đế chính đức. Phóng tầm mắt ra thiên hạ, ngoại trừ thủ tướng nội đình Lưu Cẩn, còn có vị đại thần nào thế hắn mà không kính nể 3 phần đây? Nhân vật mà đứng dưới một người nhưng trên vạn người như thế này, tuy nói rằng địa vị không thể sánh bằng Thục Vương, nhưng người ta là thân cận gần xa của hoàng đế, gần gũi hơn nhiều so với một thúc cả trăm năm chưa tiếp xúc với hoàng đế bao giờ. Vốn dĩ An Văn Đào đã đánh xong bản thượng tấu cùng với phúc thảo tuyên truyền giữa phố phường. Hôm nay trời nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây, Thục Vương Chu Tân Hàn điện hạ đã gặp gỡ thân tình với khâm sai đại thần, Uy Vũ Hầu, trụ quốc Long Hổ thượng tướng quân Dương Lăng Dương đại nhân. Cuộc tiếp kiến đang diễn ra trong bầu không khí tường hòa, sôi nổi hiếu hảo, hai bên thông hiểu lẫn nhau, cùng một mục tiêu chung, khách chủ song phương tiến hành trao đổi vấn đề tình hình quân sự, phát triển nông nghiệp. Đêm đó, Chu Tân Hàn điện hạ đã bày tiệc chiêu đãi khâm sai đại nhân, buổi tiệc đang tràn đầy, hai bên đang có vẻ tâng bốc nhau thì đột nhiên lại lấy cái chủ đề buồn nôn này ra. Cuộc trò chuyện đang ăn ý, giờ Thục Vương sao lại như thế này đây? Các quan thần ai nấy cũng nhìn nhau, không dám nhiều lời. Ánh mắt tinh anh của Lý Sâm nhá lên một cái, tiếp đó lại phục hồi sắc mặt, thô lỗ sững sờ, ngơ ngác ngồi ra đấy. Bố chính sứ An Văn Đào hoảng hồn, vội vàng nhìn về phía Chu Nhượng Cận. Chu Nhượng Cận cũng vẻ mặt mơ hồ, không biết gì. Phụ vương chẳng phải sợ cái chuyện sinh sự với Dương Lăng ở Tứ Xuyên hay sao? Cuộc gặp bữa hôm nay vốn dĩ chỉ mang tính chất nghi thức, coi như để mặt hắn rồi đuổi khéo hắn đi là xong. Sao giờ phụ vương lại sắm vai tuồng này đây? Kỳ thực Thục Vương không có ý làm khó dễ Dương Lăng. Dương Lăng dốc sức thúc đẩy nông canh, điều này khiến cho Thục Vương, người luôn quan niệm rằng dân lấy thực làm trời, nông canh chính là thiên hạ, cảm thấy vô cùng thưởng thức. Đồng thời đối với chiến tích uy phong của Dương Lăng cũng cảm thấy vô cùng không. Tuy nhiên cũng chính vì Dương Lăng khiến cho những lão thần trung thành đời đời của Thục Vương như Lưu Kiện, Tạ Thiên đã nhất bị trục xuất khỏi triều đình. Điều này khiến cho ấn tượng tốt đẹp của Chu Tân Hàn đối với Dương Lăng bị sụt giảm nghiêm trọng, lại cộng thêm một số chính sách do Dương Lăng đề xướng. Thục Vương cũng cảm thấy hơi vội vàng hấp tấp, cho nên mới nhận định rằng người này tuy có thể học nhưng lại nóng vội, lỗ mãng, háo thắng lập công. Xưa nay người tài như thế này không phải ít, nhưng đa phần như sao chổi chật lóe, đến cuối cùng cũng bị đào thải khỏi sân khấu chính trị. Hôm nay thấy Dương Lăng khiêm cung hiếu lễ, Thục Vương cũng cải thiện ấn tượng đối với hắn, nhất thời nảy sinh ý ái mộ người tài. Có câu ái chi thâm hận chi thiết, gã mới thay đổi ý muốn ban đầu, nhắc nhở Dương Lăng một chút. Dương Lăng có hơi bất ngờ, chẳng lẽ Thục Vương đang chỉ trích chính mình, chính sách của mình có sai sót gì sao? Thục Vương có tiếng là hiền vương, xem ông ta trị quốc cũng quả thật rất cư dụng tâm, chẳng lẽ bản thân đã có sai lầm trong chính kiến nào đó hay chăng? Dương Lăng vội cúi người nói: Xin Vương gia chỉ giáo, ý của người là... Thục Vương nhận lấy tách trà do Chu Nhượng Cận bưng đến, hớp một ngụm rồi trả lại, nhẹ nhàng phẩy tay nói: Ví dụ như người xứng nghị mở trà mã hộ thí ở phương Bắc kia, lấy đó để làm dịu mâu thuẫn giữa đó nhan tam vệ và nữ chân nhân, dùng thế lực bắt ép chư bộ thát đát, một núi tên chúng hai con nhán. Cô Vương rất tán thưởng suy nghĩ này của ngươi. Thế nhưng thông biển bỏ lệnh cấm, giao thương nghìn nước kia, cô Vương cảm thấy không thỏa đáng cho lắm. Bổn Vương nghe nói ngươi còn kiến nghị thay đổi điền chế vệ sở do Hồng Vũ triều định ra, Đây rõ ràng là lòe mắt thiên hạ, là trò đùa trẻ con. Trong điện tức thì lặng ngắt như tờ, mọi người đều lặng lặng nhìn xem phản ứng của Dương Lăng. Vị thanh niên này vốn là quyền thần bậc nhất triều chính đức này, với thủ đoạn chấp nhoáng, chỉnh chu nội đình và Đông Sưởng, vừa đấm vừa xoa bức Lưu Kiện và Tạ Thiên phải bỏ đi. Nhân vật mềm rắn đủ cả thế này, đối mặt với chỉ trích của Thục Vương sẽ lựa chọn giận dữ hay tạm thời nhẫn nhịn đây. Nhưng Dương Lăng bất ngờ cười phá lên, một nụ cười như bất đắc dĩ. Hắn khẽ thở dài một hơi, không biết phải làm sao. Thế thì vương gia có cách nhìn thế nào đối với thực lực chiến đấu và tài chính ngày càng khó khăn của quân đội Đại Minh ta đấy? Cũng trong lúc đấy, trong Nguyễn Lâm sau cung cung Dương Thanh, một bóng người mạnh mẽ, nhanh nhẹn chợt phất qua, lợi dụng sự che chắn của bụi hoa thấp gần đấy, lặng lẽ hướng về chỗ ở của Thục Vương mà đi. Nội thành thành đô do Thục Vương trị vì xưa nay đều rất an lành, thị vệ vương phủ cảnh giác cao độ cả ngày lẫn đêm, không khỏi bị lòng lẻo. Hôm nay có khâm sai đến viếng thăm, thủ vệ được tăng lên gấp đôi, vậy mà đương nhiên tính cảnh sát lại kém đi như vậy. Bóng dáng người kia cũng chẳng cần do thám nơi ở của Thục Vương, cảnh tất xung quanh đại điện là nhiều nhất, trước trước sau sau đều là thị vệ được trang bị súng kiếm đầy mình, dễ nhận thấy là Thục Vương đang ở đạo quan này rồi. Thân thủ thị vệ ở trong cung Thanh Dương khá là tầm thường, khó mà phát hiện ra có người đang lúc lúc ló tiến lại gần đại điện. Thế nhưng khu vực xung quanh đại điện lại không có cây cối che chắn, người đó chẳng thể tiến lại gần hơn được nữa. Người này dùng khăn xanh che mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt tinh danh bóng loáng, cẩn thận láo liên dòng ngó xung quanh. Người này chính là nhị thiếu chủ Lý Đại Nghĩa của Di Lặc giáo. Lần này y lẻn vào đây chỉ là muốn quan sát tình hình một chút, xem có thể bắt được cơ hội tốt, đồng thời cũng tìm hiểu nhiều hơn về Dương Lăng, để trong lòng còn có suy tính sâu xa. Nhiều cung binh như vậy, cho dù hôm đấy không gặp phải cao thủ nhất đẳng bên trong rừng trúc, chỉ đơn thuần dựa vào võ nghệ của bản thân, y cũng chẳng thể lọt được vào trong. Cho nên vừa trông thấy tình hình này, Lý Đại Nghĩa liền từ bỏ ý muốn hành thích. Y rụt người lại nhỏ nhất có thể, lẩn vào trong bụi cây hoa trắng gần đấy, chỉ cần nấp vào trong đó không động đậy, cho dù thị vệ có đi ngang qua bụi cây cũng có lòng mà phát hiện ra được. Dưới bụi cây rậm rạp lại có người đang ẩn náu bên trong. Bên trong điện, Thục Vương đang nói một cách phấn khích, trên đôi gò má trắng bệch hiện lên bệnh trạng đo đỏ. Ngài ta thở dài một hơi rồi mới nói: "Cho nên cô Vương cho rằng thiên triều ta đất rộng của nhiều, chỉ cần trọng nông đè ép giao thương, đại khái có thể tự lực cánh sinh được, tự cung tự cấp được. Hà tất phải giao kết với man di đấy? Man di không đi đường chính, không thủ vương đạo, chuyên dùng kỳ kỹ dâm sáo, vốn dĩ đã lỗ mãng dậy sóng ở Giang Nam, đến nay đương triều càng như hổ mọc thêm cánh, dân phong suy tàn, chị e sẽ sinh náo loạn thôi." Chu Tân Hàn thở dài một tiếng, ngẩn người mê mẩn nói: "Nếu để cho bá tánh ở trong ngôi nhà này canh tác đồn điền này, tiếng gà chó cũng nghe thấy, nơi nơi thế ngoại đảo nguyên, chẳng phải thế giới thanh minh hay sao? Người khởi xướng thương nghiệp há không biết rằng vô thương bất gian, thương nhân đông đảo ắt thằn lòng dân sa ngã, tính tham lợi sẽ khiến cho dân gian thêm nhiều lừa gạt gian trá. Thương gia hưng thịnh thì tất họa nước loạn chính, còn có thể có những lợi ích gì nữa cơ chứ?" Đám quan An Văn Đào, Lục Chính liên tục gật đầu tỏ vẻ hết sức đồng tình. Lý Sâm thì lại trợn tròn mắt. Y từ sân đông xuống, nơi đó tuy rằng nghèo nàn hơn Ba Thục nhiều, nhưng bắc thông Liêu Đông, tây nối với Kinh Sư, đông giáp biển lớn, nam cận Giang Tô, tương đối mà nói thì thông tin phát đạt, kiến thức bá tánh cũng không giống nhau. Đối với tư tưởng của đám quan bảo thủ một chiều, chùn chân bó gối như vậy, y rất là xem thường. Thục Vương lại suy nghĩ trăm mối, vẫn không có lời giải đáp, nói: "Người nói giao thông vạn nước, thu nạp vàng bạc làm vốn liếng, những vật kim thiết đấy vừa không thể mặc lại không thể ăn, cho dù có chất cao thành núi cũng không thể bằng với lương thực phong phú. Kho lương đủ đầy thì lòng dân an tâm, lòng dân an tâm thì sẽ hiểu lễ nghi, biết vinh nhục. Ba Thục có 15 vị thổ ti, trong bộ lạc của bọn họ không hề có mua bán bằng tiền mà lấy vật đổi vật, mắt có thể thấy rõ, dân phong của họ rất là chất phác và ít lừa lọc, như thế chẳng phải tốt hơn hay sao?" Dương Lăng im lặng. Tuy tư duy của vị vương gia này còn dừng lại ở thời khắc của các bộ lạc rừng cây tù trưởng của xưa, phải giải thích với ông ta bằng cách nào đây? Thục Vương thấy Dương Lăng im lặng không nói, còn cho rằng mình đã lập luận đến nỗi hắn á khẩu không trả lời được, thế là thừa thắng xông lên nói tiếp: "Hoàng đế Hồng Vũ vệ sở đồn điền, nuôi triệu ngàn binh lính mà không tốn một hào của triều đình, đây há không phải là cơ chí hơn người ư? mỗi gia đình đều đảm nhận một phần thuế dịch như nhau, cũng như mọi người góp cúi, một khi cần thiết liền có thể vận dụng ngay. Người xem ngày xưa kiến tạo thành Nam Kinh, Thái Tổ ban lệnh một tiếng, cả nước đốt gạch, tạo ngói, vận đến kinh sư, họp mưu, họp sức, có chuyện gì là không thể giải quyết được đây. Người mộ binh, hưng thương, cải biến thuế vật, thực thành ngân phú. Chu Nhượng Cận thấy thế liền vội vàng tiến lên vỗ vỗ nhẹ vào lưng phụ thân, dịu dàng khuyên nhủ: "Phụ vương bớt giận, phụ vương bớt giận, thân thể quan trọng." Nói xong, hắn nhìn Dương Lăng một cách bất đắc dĩ, khóe miệng cười gượng. Cách nghĩ của Thục Vương có chút tương đồng với cách nghĩ của Chu Nguyên Chương năm xưa, kiên trì phục cổ, hy vọng có thể hạn chế bá tánh ở trên nền đất, cơm no áo ấm, bằng lòng với hiện trạng, không giao kết với man di, quốc gia vĩnh viễn an bình như nước trong giếng sâu. Đây căn bản là không thiết thực. Chu Nhượng Cận không đồng tình với cách suy nghĩ này lắm, nhưng thân là con không thể nói lại phụ thân. Tuy Chu Nhượng Cận không tán đồng, thế nhưng cũng chẳng dám biểu lộ ý phản bác lại. Dương Lăng cũng đành đáp trả ông ta bằng nụ cười khổ. Vốn dĩ hôm nay hắn muốn đến để thăm dò ý của Thục Vương, xem phản ứng của ông ta đối với cuộc viếng thăm lần này của hắn, không ngờ lại bị Thục Vương hỏi vặn vẹo về đường lối chính sách của hắn trước mặt đông đảo bá quan như vậy. Vật cản trở trong triều đúng là bị hắn từng cục đá văng, nhưng từ phản ứng và tầm hiểu biết của Thục Vương có thể nhận thấy rằng những quan viên địa phương bảo thủ chùn chân bó gối thật ra chẳng qua là tầm thường rác rưởi. Hơn nữa trong đó phần đông còn được tặng cho danh hiệu Thanh Quan Hiền Vương. Xem ra chính sách ban đầu của bản thân là trước mắt phải thay đổi Giang Nam, sau đó từng bước nội kích thâm nhập là đúng. Dù sao cũng phải tiến hành một cách ôn hòa, phải thay đổi mà thần không biết quỷ không hay, để khu vực khai phá và giàu có thay đổi trước. Nếu muốn một bước mà thành, một đao chặt xuống, 10 phần hết 8-9 phần là bị thế lực toàn quốc phản đối, lật đổ, một đao chặt đứt cả đầu của mình. Đúng là trách nhiệm nặng nề mà. Thục Vương nói trắng ra cũng chỉ là một đại địa chủ cứ ôm khư khư cái quan niệm cũ dích chẳng chịu buông, một đại biểu lớn nhất cho các địa chủ bảo thủ cục bộ của nước Thục. Dương Lăng lắc đầu thở dài nói: "Vương gia, đồn điền nuôi binh, ích nông lợi binh, tự canh tự thực cư, làm sao nuôi nổi triệu ngàn binh sĩ. 100 năm trở lại đây, triệu ngàn hùng sư ngày xưa đã thành ra 1.000.000 nông dân rồi. Chiến lược của quân vệ sở càng ngày càng sa sút, sự thật rõ như vậy. Trận Giang Nam Bình Hoa lần này, nếu không phải có tinh binh dẫn thường binh với độ quân khốc pháp chế, điều quân binh dũng mãnh thiện chiến xuống Giang Nam, mà giặc qua không có được sự ủng hộ của bá tính đại minh ta, sau lưng lại bị Đông Danh quốc tuyệt đường, còn không biết phải chống đỡ đến năm nào mới kết thúc được đây. Điều bổn hầu lo lắng chính là vệ sở binh có nhiều binh lính không tình nguyện, thường xảy ra tình trạng đào ngũ. Đồn điền nhiều năm trở lại đây lại bị quan quân và kẻ giàu có chiếm giữ phần đông, cái danh đồn điền chế hữu danh vô thực. Nếu như lúc này ta còn không noi theo biên quân, mau chóng thi hành phương án mộ binh, cứ để mặc cho quân sĩ sĩ khí như vậy, ngày sau một khi có chiến sự vẫn sẽ không chịu nổi một đòn." Hắn thấy Thục Vương muốn mở lời liền cướp lời nói: "Còn nữa, dùng hiện ngân ngắt thuế phú lao dịch, triệt để vứt bỏ thuế thực vật và thuế lao dịch mà mỗi gia đình đảm nhận, có thể giải phóng thợ thủ công, giải phóng bó buộc đất đai đối với nông dân, cung cấp tiện ích cho thương nghiệp và đại tác phường nghiệp. Vương gia chỉ say sưa nói về chuyện ngày xưa, mỗi khi có động tĩnh là toàn dân lại rầm rộ hưởng ứng. Nghĩ lại, đó đích thực là một cảnh tượng náo nhiệt, khiến người ta xem đến nhiệt huyết sôi sục. Tuy nhiên..." Dương Lăng cượng cười một tiếng nói: "Nhà nhà hộ hộ, đảo chỗ xây lò, đốt gạch đốt ngói đến đưa Nam Kinh. Chi phí lặp đi lặp lại, tốn hết bao nhiêu đây? Nhân lực vật tư, phí tổn hết bao nhiêu đây? Hao tốn bên trong đó chỉ sợ không chỉ 1/10. Nếu như thiết lập loại hình trụ sở đun gạch lớn ở Nam Kinh, chẳng phải sẽ càng nhanh chóng, càng tiết kiệm hơn hay sao?" Thục Vương nghe vậy không khỏi tức cười, ông ta ngừng một chút, tức giận nói: "Người quả là ham công nóng vội, chỉ vì cái lợi trước mắt mà làm hỏng căn bản của triều đình, khiến bá tánh xu lợi, nhân tâm không đồng lòng, sớm muộn sẽ thành đại loạn. Thôi vậy, bổn vương thấy ngươi cũng là một nhân tài, nên mới ngỏ lời khuyên răn, ngươi lại u mê không tỉnh ngộ. Đại sự triều đình, bổn vương không thể can thiệp, nhưng chỉ cần bổn vương còn trên cõi đời một ngày, đất Ba Thục này không thể để ngươi làm loạn được. Ta không thể để ngươi hủy hoại đảo nguyên thế ngoại này, một vùng tịnh thổ." Hai chữ tịnh thổ của vương gia vừa thốt lên thì bỗng bên ngoài có tiếng hô lớn: "Có thích khách, mau bao vây lại!" Theo sau đó là tiếng xôn xao lăng xăng giáp trụ vang lên, xông vào là cả chục tên võ sĩ giáp sắt. Thấy trong điện yên tĩnh như thường, bọn họ liền yên lòng, dẫn đội võ sĩ hét lớn: "Mau bảo vệ điện môn, cửa xong, bất kỳ ai dám không có chiếu mà đến, giết bất luận tội. Nói xong, tên đội trưởng tiến thẳng đến trước mặt Thục Vương, quỳ một gối xuống, cung kính nói: Khởi bẩm vương gia, Đấu Mỗ Hoàng Cung Cực Điện đột ngột dậy lên rối loạn, nguyên nhân bất minh không tra ra được. Mặt tướng đã cho bao vây Thanh Tâm Khát rồi, nay phải người đi dò xét sự tình. Thành đô xưa nay đều bình lặng, Thục Vương rất được dân chúng kính yêu. Trước kia khi cơ thể ông ta còn cường tráng, thỉnh thoảng còn hay áo vải bào xanh du hành phố phường cùng chung vui với ba tánh. Trước nay chưa từng có người có ý đồ ám sát vị phiên chủ địa phương này. Thật không ngờ hôm nay ngay trước mũi kinh sai, trái lại đột nhiên náo loạn, có thích khách như vậy, không khỏi cho người Thục cái cảm giác bất an. Thục Vương hơi máy mắt, khó chịu quát lớn: Đại kinh tiểu quái, nguyên nhân bất minh thì hét toáng lên là có thích khách ư? Mau đi tra xét cho rõ ràng, rồi tức tốc hồi báo lên. Đang nói chuyện, ngoài cửa đại điện truyền đến một tiếng nói chuyện của thị vệ, có người hô lên: Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là hiểu lầm. Người đu trên sống điện không phải là thích khách đâu. Nghe nói là thống lĩnh thị vệ của Khâm Sai đại nhân, còn là cái vị kiêu kỵ đấu ý nữa kìa. Thục Vương vừa mới khoe khoang Tứ Xuyên là thế ngoại đào viên, khoa trương ví như một đóa hoa đẹp, tươi xinh vậy. Vừa khen xong lại xảy ra náo loạn. Dương Lăng cười hi hi đứng xem náo nhiệt. Vừa nghe thị vệ trình báo, đột nhiên đứng ngồi không yên. Kiêu kỵ đô ý ư? Đấy chẳng phải là Ngũ Hán Siêu hay sao? Hắn vội vàng đứng dậy, vẻ mặt lúng túng nói: Vương gia, người này dường như là thủ hạ của bổn hầu. Để ta đi xem họ cho tỏ tường, kinh động đến vương gia, xin vương gia thứ tội. Thục Vương vừa nghe vậy thở phào một hơi dài, ông ta nặng nề mà hừ một tiếng, cũng chẳng lên tiếng. Dương Lăng ngượng ngùng chắp tay chào, vội vàng chạy đi. Bộ chính sứ An Văn Đào cũng vội vàng quắp tay nói: Vương gia hãy nghỉ ngơi trong chốc lát, hạ quan cũng sẽ đi theo dõi tình hình. Lúc bấy giờ, Lý Đại Nghĩa ẩn mình dưới gốc cây, từ trong khe hở bụi cây bất chợt thấy bóng dáng của Dương Lăng xuất hiện, ngón tay như theo phản xạ tự nhiên sờ vào phi đao đặt ở hông. Thị vệ của Dương Lăng và một số quan viên cấp bậc tầm trung thấp đều ở lại bên ngoài Đấu Mỗ cung cấm. Khâm Sai vừa bước vào hậu uyển, lớp phòng vệ này liền giao lại cho thị vệ của Thục Vương tiếp nhận. Lúc này Dương Lăng tiến về phía trước, tức thì có hơn 10 tên võ sĩ giáp sắt trước sau hô ứng bước theo tùy tùng, đầu người lay động vây lấy hắn ở ngay giữa, mà chỗ ẩn náu của Lý Đại Nghĩa cách Dương Lăng tầm 20 trượng. Thật sự muốn hành thích hắn, cần phải xông ra như chớp, tiếp cận trong vòng 7-8 trượng, dùng phi đao bách phát bách trúng mới có hiệu. Vừa do dự, Dương Lăng đã đi xa rồi. Lý Đại Nghĩa chỉ đành thở dài một tiếng, rồi tiếp tục ẩn nấp bên trong bụi cây. Dương Lăng dẫn người xông vào phía sau Hoàng Cực Điện, chỉ thấy một đội thị vệ đã đao ra khỏi vỏ, tên đã trên dây cung đang bày trận chờ chỉ thị. Các cung tiến thủ đang dâng cung nhắm thẳng vào đình viện. Tuy nói là bọn họ đã biết được người vừa xuất hiện ở đình viện là thị vệ của Khâm Sai đại thần, không phải thích khách, nhưng họ vẫn không dám lơ là giây phút nào cả. Chỉ cần Ngũ Hán Siêu chưa được vương mệnh đã tự ý lẻn vào trong hậu uyển, đó đã là đủ lý do để không khách khí với y, bắn chết đi bất cứ lúc nào. Dương Lăng vội vàng hỏi: Người đâu? Vị kiêu kỵ đô ý đó ở đâu rồi? Một gã gia úy vội vàng lên trước thi lễ nói: Bẩm Khâm Sai đại nhân, mời đi về hướng Đấu Mỗ cung Vận Thủy đường. Dương Lăng không thuộc đường lối, vội bảo người đi trước dẫn đường, hấp tấp chạy vội đi. Vòng đến trước Vân Thủy đường, chỉ thấy hai tên thị vệ đang kiệu chân nhìn về phía trước. Một tên có vẻ lớn hơn trong số đó nói: Cô nương kia trông thật là xinh đẹp, nếu như cướp về làm đường khách à, an nhàn lắm nha. Người ta còn là quan tổng binh nữa kìa, nếu mà có được nàng ta thì chẳng còn gì sánh bằng kìa. Đúng đấy, ô Khâm Sai đại nhân, tiểu hạ thần bái kiến Khâm Sai đại nhân. Tên còn lại đang hưởng ứng thì đột nhiên trông thấy Dương Lăng bước đến, tấm mãng bảo đai ngọc thật chói mắt dưới ánh sáng mặt trời. Gã vẫn luôn túc trực ở đây, chưa trông thấy qua Dương Lăng bao giờ, nhưng hôm nay trong Thanh Dương cung, ngoại trừ Thục Vương thì cũng chỉ còn lại một mình người dám khoác áo mãng bảo mà thôi. Gã đương nhiên biết đó là Khâm Sai đại nhân của triều đình rồi, vội vàng kéo giật huynh đệ mình một cái, dùng lời cung kính mà hành lễ. Dương Lăng phẩy tay nhanh chóng xông lên phía trước, đi đến Thủy Vân đường, chỉ thấy nơi đây bị bao vây bởi khá đông người, phần lớn là chưa đủ tư cách đi cùng yết kiến quan lại của Thục Vương, còn có một vị đạo sĩ và một vị thị vệ của Thanh Dương cung. Dương Lăng liếc mắt đã trông thấy Ngũ Hán Siêu đang đứng trên nóc nhà, hướng đám cung thủ phía dưới vái chào, thần thái cực kỳ buồn cười. Đám người bên dưới vây kín mít, lại chẳng trông thấy người y bái lại là ai. Dương Lăng không khỏi vận dụng cổ họng hét lên một tiếng: Xảy ra chuyện gì vậy? Bổn quan yết kiến Thục Vương điện hạ, kẻ nào dám gây sự nơi đây vậy? Đám người xem náo nhiệt và quay đầu, trông thấy là Khâm Sai đại nhân, liền sắc mặt tái xanh, không khỏi hoảng sợ. Phần phật một tiếng, Đám người giật sang hai bên, chỉ thấy ngay giữa có một vị quan văn mặc áo bào màu xanh, râu dài giống hệt như diễn viên kinh kịch, râu dài tới rốn, tay cầm trường đao, nổi trận lôi đình mà chỉ lên trần nhà quát: "Súc sinh, tiểu súc sinh, quả thật tức chết vi phụ mà, còn không mau cút xuống đấy!" Ngũ Hán Siêu đứng trên thanh ngói đỉnh viện, vẻ mặt đau khổ nói: "Phụ thân, người đang trong cơn thịnh nộ, Hải Nhi không dám xuống đâu. Nếu người một đao bổ xuống, Ngũ gia nhà ta sẽ tuyệt hậu kìa." Vị quan râu rậm càng nghe càng tức, chỉ tay mắng tiếp: "Tuyệt hậu rồi ta lại sinh ra đứa khác thôi, còn hơn ngươi, cái tên lòng sang làm bẫy, ô nhục gia đình Ngũ gia ta." Dương Lăng xem hệt như là Trương Nhị Kim Cương, nhất thời không hiểu ra đầu đuôi sự việc, chỉ thấy Tống Tiểu Ái uốn lượn vặn vẹo đi xuống, nước mắt rưng rưng nói: "Đại nhân, người ta muốn về Quảng Tây, người ta không muốn đến Tứ Xuyên." Dương Lăng trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ: "Ngươi tưởng đây là trò chơi trẻ con hay sao? Ngươi về Quảng Tây, lang binh mà đi, ta thành ra tư lệnh tay không sao?" Hắn bất đắc dĩ nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ít ra ngươi phải cho ta biết xảy ra chuyện gì chứ." Ngũ Hán Siêu trên nóc nhà cũng trông thấy Dương Lăng, vừa trông thấy người tâm phúc đến rồi, trong lòng mừng rỡ, đứng trên nóc nhà nhảy nhót hoan hô nói: "Tỳ chức bái kiến đại nhân, đại nhân cứu mạng." Ngũ Văn Định là người tính tình nóng như sét đánh, một khi đã bị châm ngòi, hỏa khí lên ngút trời thì ông ta trở nên vô cùng đáng sợ, chẳng hề kinh kỵ bất cứ một ai. Nếu không phải vậy thì lúc ban đầu khi nhậm chức quan lục phẩm nhỏ nhoi thì ông ta đã chẳng dám đối đầu với nhân vật như Từ Quốc Công rồi. Lúc này hỏa khí của ông ta đã hạ đi rất nhiều, trông thấy kinh động đến Khâm Sai, trong lòng cũng thất kinh, vội vàng lên trước hành lễ, sắc mặt khó coi nói: "Hạ quan đồng chi thành đô Ngũ Văn Định bái kiến Khâm Sai đại nhân, kinh động đại nhân, hạ quan tội đáng muốn chết mà." Dương Lăng lúc này mới biết người có vóc dáng khôi ngô, quan văn có phong thái võ tướng chính là cha của Ngũ Hán Siêu. Hắn vội nở nụ cười, chắp tay khách sáo đôi câu. Trông thấy tình hình tại hiện trường, hắn cũng phỏng đoán sơ lược được tình hình. Dương Lăng chắp tay ra sau, nhìn Ngũ Văn Định đang cố kiềm nén cơn thịnh nộ, lại nhìn cô nàng Tống Tiểu Ái y như vợ bé bị ức khiếp, rồi lại nhìn Ngũ Hán Siêu vào đầu bứt tai ở trên nóc nhà, gượng cười lắc đầu nói: "Vào trong phòng để nói, đừng đứng đây để người ta chê cười." Dương Lăng dẫn đầu tiến vào Vân Thủy Đường. Tống Tiểu Ái vừa khóc vừa nhìn lên nóc nhà quát: Ngươi còn không mau cút xuống đây!" Ngũ Văn Định tay vuốt râu dài, trợn mắt nhìn Tống Tiểu Ái: "Quả nhiên làm ăn gì thiếu gia giáo, còn ta có tiền đồ hay không? Người làm cha như ta còn chưa lên tiếng không hài lòng, còn phải ngươi nhiều lời ư? Dám nói chứ cút với con ta sao?" "Hả? Quả thật là cút xuống thật sao? Ta bảo ngươi cút xuống, ngươi lại không cút. Người ta vừa kêu, nó cút nó liền ngoan ngoãn nghe lời, cái tên tiểu xúc sinh này. Cưới vợ rồi, quên cả lão tử, thật là tức chết ta mà. Mà không đúng, ta đã đồng ý cho nó lấy con nha đầu này khi nào đâu. Lão phu tức đến hồ đồ rồi." Dương Lăng ngồi trong Vân Thủy Đường, ba người Ngũ Văn Định ấp a ấp úng. Phí sức lắm, Dương Lăng mới moi được manh mối sự việc từ miệng của ba người. Đại khái là hắn đi bái kiến Thục Vương, các quan viên và thị vệ đợi hầu ở ngoài cấm địa. Ngũ Hán Siêu đang hâm nóng việc nhà với phụ thân, liền lén lút chạy về hâm nóng tình cảm với Tống Tiểu Ái. Hiểu con không ai khác ngoài cha, Ngũ Văn Định chắc hẳn đã nhìn ra vài phần manh mối. Dù sao kết quả là ông ta bám đuôi theo, trông thấy hình ảnh không nên trông thấy. Phụ mẫu trong thiên hạ trông thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên đương nhiên là nó sợ con mình học hư. Huống hồ thời đó nếu không có lệnh phụ mẫu mai mối, nam nữ lén lút gặp nhau vốn dĩ đã là hành vi đại nghịch bất đạo. Lão Ngũ đương nhiên phải ra mặt chấn chỉnh uy phong gia môn, thanh lý môn hộ. Ban đầu ái ngại thân phận của Tống Tiểu Ái, Ngũ Văn Định còn nhường nàng ta vài phần, chỉ là đúng lý hợp tình răn dạy con trai mình. Tuy nhiên lọt vào tai của Tống Tiểu Ái, không tránh khỏi trở thành lời chỉ trích mắng mỏ. Nàng ta xấu hổ nén giận giải thích, nhưng điều đó y như là đổ thêm dầu vào lửa đối với Ngũ Văn Định vậy. Ông ta cảm thấy Tống Tiểu Ái đang dùng thân phận quan chức để đàn áp ông ta. Hai người đấu khẩu một hồi, đang lúc cãi nhau, Tống Tiểu Ái liền dứt bỏ thân phận viên chức, lấy thân phận nữ nhân tầm thường, cầu xin Ngũ Văn Định tha thứ. Nào ngờ Ngũ Hán Siêu thật thà trông thấy ý trung nhân đáng thương tội nghiệp, góp lời biện giải thay cho nàng ta. Con trai đi nói giúp người ta chống đối phụ thân mình, vậy còn coi được hay sao? Vậy nếu dứt qua cửa rồi còn làm phản đến mức độ nào nữa đây? Ngũ Văn Định trong lúc nóng giận liền bắt đầu giương đao truy bổ con trai. Ngũ Hán Siêu tuy rằng võ công cao hơn, nhưng làm sao dám động thủ với phụ thân đây? Thế là liền thục lên thục xuống né tránh, kết quả là dẫn đến sự hiểu lầm của các thị vệ không rõ đầu đuôi sự việc ở hậu uyển, cho rằng thích khách mau đến. Dương Lăng nghe xong không nhịn được cười. Từ xưa thanh quan khó dứt sự vụ gia đình, đứng trên góc độ mỗi người khác nhau, cũng không thể nói ai đúng ai sai được. Ngoại trừ người nắm quyền lực tối cao là hoàng đế, ai có tư cách loạn điểm uyên ương phổ cơ đây? Dương Lăng nhìn Ngũ Văn Định thầm nói, coi hình tình hiện giờ, trong thế cảnh đó cũng có trách lão dâu dài này nổi giận. Thế nhưng Tống Tiểu Ái luận nhân tài có nhân tài, luận thân hình có thân hình, thân phận địa vị cũng tương xứng với Ngũ Hán Siêu. Vậy nguyên do lão Ngũ phản đối chuyện hai người bọn họ là gì đây? Tìm được nguyên nhân căn bệnh sẽ dễ điều trị hơn. Giờ ông ta đang nóng giận, chỉ sợ bất luận ta nói cái điều gì đi chăng nữa, ông ta cũng nghe không lọt tai. Chuyện này chỉ bằng đè nén xuống trước vậy, sau đó đợi ông ta nguôi giận rồi ta lại đi tìm cơ hội bàn chuyện với ông ta. Làm sao cũng phải tác hợp cho đôi uyên ương trẻ ban này mới được. Dương Lăng nghĩ đến đây, trông thấy An đại nhân đang đứng ở cửa phòng nhìn quanh, liền đứng dậy cười nói, Ngũ đại nhân không cần tức giận, sự vụ gia đình thôi mà, tạm thời khắc lại để bổn hầu bàn bạc lại với ngày sau. Hắn thấy Ngũ Văn Định há mồm muốn nói, liền hạ giọng nói, vừa rồi lệnh công tử bị chư đuổi nhảy lên nóc nhà, bị thị vệ hậu uyển hiểu lầm là thích khách kìa, đã kinh động đến Thục Vương. Thục Vương bệnh thể nghiêm trọng, nghe vậy hết sức tức giận. Hán Siêu tuy là thị vệ của ta, nếu như Thục Vương nhất định là muốn nghiêm trị y, ta cũng không thể ngăn cản. Lúc này nghìn vạn lần không được sinh sự gì nữa, ta sẽ đi cáo lỗi với Thục Vương. Ngũ Văn Định vừa nghe liền hoảng sợ. Ngũ gia ông ta chỉ có một mụn con này, đừng thấy ông ta cua đao hô hoán hung dữ hơn người. Con trai nếu thật sự không né, đừng nói là đao phong, ngay cả lưng đao ông ta còn không nỡ bổ xuống. Nếu như chọc giận Thục Vương, nhẹ thì bãi quan, nặng thì vào ngục, nào phải chuyện đùa đây. Làm yên lòng Ngũ Văn Định, Dương Lăng nháy mắt với bọn họ, bước ra khỏi đại đường, nói với An đại nhân, thì ra chỉ là chuyện bóng gió. Đồng chí thành đô Ngũ đại nhân chỉ đang dạy dỗ con trai mà thôi. Đi nào, mau về trình báo lại vương gia, tránh để ngài ấy bận lòng. An Văn Đào nghe thế là do bộ hạ bản thân gây chuyện, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Ngũ Văn Định một cái. Nếu không phải Dương Lăng đứng đấy chờ ông ta cùng đi, ông ta đã xông đến giáo huấn một phen rồi. Mắt thấy mọi người rời khỏi, Ngũ Văn Định lườm Tống Tiểu Ái một cái, rồi lại nhìn con trai mình, tức giận hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Ngũ Hán Siêu ây lên một tiếng, lại ngượng ngùng rút tay lại, xấu hổ cười với Tống Tiểu Ái nói, nên Tiểu Ái, phụ thân ta tính tình như thế đấy, gió là gió, mưa là mưa, nên nhưng qua rồi thì lại thôi, xưa này không ghi thù, để sau ta sẽ khuyên nhủ ông ấy. Phụ thân ta nghe lời mẫu thân ta lắm, đợi khi ta về nhà ta bảo mẫu thân. Tống Tiểu Ái trừng mắt lườm gã một cái, khinh khỉnh nói, ta biết phụ thân ngươi nghe lời mẫu thân ngươi nhất mà, còn ngươi nghe lời phụ thân ngươi nhất mà. Tống Tiểu Ái hôm nay cũng chính là vì Ngũ Hán Siêu, trước kia nàng ta nào phải chịu uất ức từ ai bao giờ đâu. Nói xong nàng ta cũng xoay người, tức giận đùng đùng mà bỏ đi. Ngũ Hán Siêu đứng ngẩn tò te cả buổi, cũng chỉ thở dài một hơi. Lúc bấy giờ Dương Lăng lùi sau lại hai bước, ngồi lên chiếc ghế vừa rồi. Dương Lăng vừa ngồi ngẫm nghĩ, vỗ đùi rồi lại thở dài một tiếng. Làm người khó thật. Thục Vương nghe hồi báo từ Dương Lăng và An Văn Đào, chau mày nói, gã Ngũ Văn Định này nghe nói làm quan thanh liêm, không sợ cường quyền, nhưng tính tình thì hung tợn, là nhân vật cường hạng lãnh. Năm đó trên công đường cùng với Tử Quốc Công ngầm ĩ một phen, xem ra đúng như là tiếng đồn. Chỉ là người này cũng quá thiếu kiểm chế, muốn dạy dỗ con trai không biết về nhà mà dạy, ở trước mặt quan viên văn võ thành đô gây nên chuyện buồn cười như thế này. Tống Tiểu Ái hôm nay cũng chính là vì Ngũ Hán Siêu, trước kia nàng ta nào phải chịu uất ức từ ai bao giờ đâu. Nói xong nàng ta cũng xoay người, tức giận đùng đùng mà bỏ đi. Ngũ Hán Siêu đứng ngẩn tò te cả buổi, cũng chỉ thở dài một hơi. Lúc bấy giờ Dương Lăng lùi sau lại hai bước, ngồi lên chiếc ghế vừa rồi. Dương Lăng vừa ngồi ngẫm nghĩ, vỗ đùi rồi lại thở dài một tiếng. Làm người khó thật. Thục Vương nghe hồi báo từ Dương Lăng và An Văn Đào, chau mày nói, gã Ngũ Văn Định này nghe nói làm quan thanh liêm, không sợ cường quyền, nhưng tính tình thì hung tợn, là nhân vật cường hạng lãnh. Năm đó trên công đường cùng với Tử Quốc Công ngầm ĩ một phen, xem ra đúng như là tiếng đồn. Chỉ là người này cũng quá thiếu kiểm chế, muốn dạy dỗ con trai không biết về nhà mà dạy, ở trước mặt quan viên văn võ thành đô gây nên chuyện buồn cười như thế này. Dương Lăng cười tiếp lời, nói ra cũng là thuộc hạ của bổn hầu không phải. Phụ thân đánh con, để phụ thân tát hai cái bật tay là được rồi, ỷ vào tài khinh công xuất chúng, nhảy lên nhảy xuống trên trần nhà, do vậy mới gây nên sự hiểu lầm cho chúng thị vệ, kinh nhiễu đến vương gia, là lỗi của bổn hầu, xin vương gia thứ tội. Thục Vương phẩy tay nói, không liên quan đến ngươi. Ngươi yên tâm, cô Vương sẽ không đả động đến chuyện này. Chỉ là bổn Vương nhớ Thành Dương Cung đã gây nhiều bất tiện cho quan lý, lại có người gây rối, thật là có chút ái ngại. Cận Nhi, chốc nữa con chuẩn bị lễ vật đi tạ lỗi với quan chú. Chu Nhượng Cận vội vàng cung kính đáp lời. Ánh mắt của Dương Lăng lóe lên một tia sáng. Chẳng hay cái vị Thục Vương này có ý gì khác không đấy? Nếu ta đoán không nhầm, nếu như thế thật thì vị Thục Vương này tuy là hơi tụt hậu, quan điểm cổ hủ, thế nhưng phẩm chất lại không hổ là một vị phiên vương nhân hậu, yêu dân, thụ lễ giữ đạo. Trải qua phen rối loạn này, cuộc tranh luận có phần kích động vừa rồi cũng vô tình được hóa giải theo. Dương Lăng hạ mình cười nói, điều vừa rồi Vương gia lo lắng kỳ thực cũng là cách nhìn của phần lớn đông đảo đại thần ở trong triều. Nhưng theo bổn hầu nhận thấy, trước khác này cũng đã khác rồi. Ngày nay chế cũ, pháp cũ không còn phù hợp, cần phải đổi mới theo thời gian. Sự việc, địa phần, con người, mọi việc đều do thời thế mà định, do người mà định, do việc mà định. Do đó bổn hầu đã từng kiến nghị với Hoàng thượng, những chính sách này chỉ là định địa, định hướng, trước tiên thử nghiệm xem có hiệu quả hay không. Và mọi việc đều phải là do người ta thời gian để thử nghiệm. Cũng giống như hoa màu Tây Dương, bổn hầu đã đưa đến vậy, cũng từng có hoài nghi, phản đối, rốt cục cũng có hữu dụng hay không, phải đợi sang thu hoạch mới biết được kìa. Trước khi chưa chắc chắn, bổn hầu cũng chỉ là tìm vị trí để thử hạt giống, há nào dám mạo hiểm, làm liều, áp dụng toàn quốc, lấy đời sống lê dân ba tánh ra làm trò đùa đấy. Này Vương gia, hoài nghi chính sách này cũng không thành vấn đề. Vương gia và bổn hầu đi hai đường lối khác nhau, nhưng chúng ta có cùng mục tiêu, rốt cuộc có phù hợp hay không, có áp dụng được hay không, chúng ta hãy đợi kết quả rồi hãy bàn luận tiếp đi. Xem 1 năm không có kết quả thì chúng ta xem 3 năm, xem 3 năm không thành thì 10 năm. Nếu như tiến hành cải cách ở một số địa phương về các lĩnh vực thuế phú, xử trí, quân sự, dân chính, thông thương, không những không tạo nên dân phong sa sút, nhân tâm rời rạc, đạo đức bại hoại, trái lại còn khiến cho xử trị thanh minh, bá tánh an lạc, phú quốc binh cường. Thế thì tốt, bổn vương hôm nay xin thề trước mặt văn võ ba quan ba thục này, nếu như sách lược của người không có lợi cho đất nước, cho dân chúng, vậy thì xin mời Uy Vũ hầu gia sớm ngày dừng tay, bù đắp khiếm khuyết. Còn nếu như tầm nhìn bổn vương hạn hẹp, kiến thức bất minh, sách lược của ngươi quả thật ích nước lợi nhà, cũng giống như hôm nay bổn vương đã phái quản gia đến Thiểm Tây thu mua lương giống mới vậy, tất sẽ là người phiên vương đầu tiên ủng hộ hết mình cho ngươi. Dương Lăng vui vẻ nói, vâng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, bổn hầu và vương gia nhất ngôn kiều đính. Thục Vương gật đầu, nằm ngửa trở lại giường nói, hôm nay gặp gỡ Uy Võ hầu xem như là một ngày nói chuyện dài nhất của ta. Giờ có chút mệt mỏi. Uy Võ hầu đến thăm bổn vương ôm bệnh trong người, không thể tiếp đãi chú đáo được, kỳ thực thất lễ rồi. Để ta bảo Cận Nhi thay ta tiếp đón ngài, cùng ngài nhâm nhi và ly rượu, tỏ lòng biết ơn. Sao, thế nào, được không? Dương Lăng cười nói, như mong muốn, không dám trả lời. Bổn hầu sớm đã nghe nói vương gia có tài giáo tử, vương gia bác học đa tài, nho nhã hào phóng, là tuấn tài của ba thục này. Hôm nay có hân hạnh gặp mặt, quả là một chuyện may mắn mà. Nói xong, hắn nhìn Chu Nhượng Cận cười. Dương Lăng vừa đứng dậy, đang muốn cáo biệt với Thục Vương, bên ngoài lại xảy ra tiếng náo động xôn xao, có người hô lớn, bắt được thích khách rồi. Tiếp đó, đội giáp sĩ vội vàng lại xông vào bên trong. Lần này Thục Vương thật sự là tức giận, ông ta cũng không cần người dìu, thoát cái ngồi phát dậy, đấm giường hô lớn, khốn kiếp mà, cho dù ông ta là cường hạng lãnh tái sinh, hôm nay bổn vương cũng phải chặt đầu ông ta xuống 3 lần 4 lượt, không biết lẽ phải như vậy, uổng phí học sách thánh hiền, thật là buồn cười mà. Chu Nhượng Cận cuống quýt đỡ lấy ông ta nói, phụ thần bất giận, thân thể quan trọng. Thục Vương một tay đẩy y ra, chỉ ra cửa quát, đi, mau bắt tên khốn kiếp Ngũ Văn Định về đây cho ta nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Dương Lăng có chút đau đầu, hắn nhíu mày nhìn ra cửa, chỉ thấy đội trưởng đội giáp sĩ vừa rồi vội vàng chạy vào, một gối quỳ xuống đất, ôm quyền thi lễ nói, vương gia, vừa rồi ở trước điện có kẻ gây rối, tí chức không yên tâm, tăng cường tuần tra, thật không ngờ sĩ tốt dùng thương nhọn đâm vào lùm cây, bên trong có người bịt mặt khăn xanh phóng ra, người này võ công cao cường, dùng một dao găm đâm chết và bị thương 3 người thị vệ, cướp đường tháo chạy, tí chức đang phái người truy đuổi. Thục Vương ngạc nhiên, sao, thật sự có thích khách ư? Lý Sâm vốn dĩ bộ dạng lười biếng, lúc này cũng vẻ mặt căng thẳng. Thích khách vì ai mà đến đây? Thục vương ở đây dưỡng thương đã nhiều tháng qua, trước giờ chưa từng bị thích khách hành thích như vậy. Hôm nay phòng vệ nghiêm ngặt hơn ngày thường, thích khách ché lại lèn vào, chẳng lẽ là... Dương Lăng và Y hai mắt nhìn nhau, cả hai bên đều nhanh chóng hiểu ý đối phương. Nếu như thích khách từ ngoài đến, vì khâm sai mà đến, chẳng lẽ Thục Vương vô tội, hoặc có người muốn gây rối triều đình ư? Thế nhưng ai biết được đây có phải là kế nghi binh tự bày bố của Thục Vương hay không đây? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 128 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.